Rồi, xin chào tất cả anh em ha. Chào anh em buổi tối ngày 22 tây tháng 2 anh em. Rồi tối hôm nay thì em lên cho anh em là hai mươi mấy lô ha, hai mấy lô máy cắt cỏ anh em. Rồi tối hôm nay thì lên lô là siêu đẹp siêu VIP anh em. Mitsubishi TL20 vàng khe, cực kỳ đẹp luôn anh em. Tanaka 25 nồng, Tanaka này là Tanaka 27 anh em. Tanaka 27 ha, nồng 35 ly. Austin 22. Rồi Zenoth 26 anh em, Zenoth 23. Echo xanh, Echo vàng. Rồi cơm Mitsubishi G2KC anh em. Phía trên này thì có những cái lô máy nhỏ nhỏ xinh xinh ha. Xin đi qua S26 anh em, siêu đẹp luôn, cực kỳ đẹp anh em. Kia GS 2655G đời mới, Makita 4 thì. Xin đi qua S25 anh em. Rubin NB 281, Tanaka 250. Rồi đây có một cặp TH23 anh em, TH23 ha. Rồi hôm nay em có thêm một cặp là cơm Mitsu 305 nghe em. Nồng 36 hoặc 38 ly nghe em. 36 38 ly vậy. Rồi Echo trắng 24 nồng 34 ly. TG TZ 27 nghe em, Kawasaki. Robin cốc. Robin cốc nghe em. Lô này quá đẹp nghe em, chịu 6 cây ha. Tum gời. Robin tóc, Robin cốc. Robin cốc cũng bao đẹp luôn nghe em, cực kỳ đẹp ha. Rồi cơm Mitsu G2KC. Echo xanh nha anh em, Echo xanh. Rồi phía dưới này thì có là Sindewa nha anh em, Sindewa 2002-2004 nha anh em. Lô này 8 cây ha, 8 cây nha anh em. Lô này 700.000 cây ha, quá đẹp luôn anh em, quá đẹp luôn. Hitachi, Hitachi Tanaka chữ A. Lô này 650.000, lô này 14 cây nha anh em, 14 cây. Rồi Magu tum gời, Magu tum liền. Rồi Echo trắng nha anh em, Echo trắng nồng 32 ly, giá rẻ luôn. Rồi em vô cái lô đầu tiên anh em, lô đầu tiên hôm nay là lô Magu ha. Magu thì hôm nay có hai lô anh em, Magu này Magu 23. Magu 23 anh em. Rồi Magu 23 nồng 32 ly anh em, chế của nó là sẽ chế quanh gồ ra ngang hết luôn ha. Lô này thì em thấy là tay lái dài anh em. Có một hai cái tay tròn. Hai 1 2 3 cái tay tròn anh em ơi, 3 tay tròn ha. Magu này là Magu 23cc anh em, nồng 32 ly. Rồi, lô này thì quá đẹp luôn anh em. Đầu bò trứng kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, hơi lửa ngon lành. Rồi, máy bên em là máy chưa dọn nổ anh em, máy chưa dọn nổ ha, thì anh em nào về thì mình dọn nổ lại ha. Bên em là bán hàng giá sỉ giá rẻ anh em, máy chưa dọn nổ. Bao cho anh em đầy đủ đồ, nắp xăng, nắp bue, đầu bò trứng kẹp thì bao cho anh em đầy đủ hết luôn ha. Rồi, lô này lô số 1 anh em. Lô số 1 900.000 cây, 9 cây là 8.1 triệu. Magu 23 tum liền. Lô số 1. Rồi hàng về thì hàng về tấp nập nha anh em. Ở đây em còn một số lô là chưa có soạn ra kẹp nữa nha anh em, còn bên kho bên kia nữa ha. Rồi thì em soạn tới đâu thì em bán tới đó cho anh em ha. Rồi đây là Magu 23 nha anh em, 23-24 luôn. Magu 23-24. Rồi lô này thì 900.000 cây anh em, 9 cây 8.1 triệu. Tay lái thì có 3 tay tròn, còn lại là tay lái dài. Lô số 1. Lô số 2. Lô số 2 anh em, Magu 23 tiếp ha, Magu 23 tiếp anh em. Rồi tiếp tục thì lô này 9 cây. Ủa lô này 10 cây anh em, 10 cây thì 10 triệu. 10 cây 10 triệu anh em. Ủa 10 cây 9 triệu chứ, 900.000 cây, 10 cây 9 triệu. Tay lái của lô này thì em thấy có 4 cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài ha. Đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ luôn. Magu 23 anh em, nồng 32 ly. Chế của nó là sẽ chế ra ngang quanh bờ gồ luôn anh em. Lô số 2, 10 cây 9 triệu, 900.000 cây. Lô số 3 là lô Echo trắng anh em, Echo trắng ha. Echo trắng, nó xài chế là chế quanh gồ ra ngang anh em, chế quanh gồ ra ngang chế hệ luôn ha. Rồi Echo trắng, lô này lô số 3 anh em. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp dao em bao cho anh em đầy đủ luôn ha, hơi lửa ngon lành. Rồi lô này là lô số 3 anh em. Lô số 3 5 cây 3.750.000, 750.000 cây. Echo trắng anh em. Echo trắng nồng 32 ly, chế là chế quanh gồ ra ngang. Rồi 5 cây 3.750.000, 750.000 cây. Lô số 3. Rồi tiếp theo là lô số 4 anh em. Lô số 4 là lô này là lô Magu.
Magu này là Magu 23 tum g anh em, Magu 23 tum g ha. Rồi mấy cái lô này thì nó xài chế là chế ra ngang hết anh em. Magu 23 tum g. Tum g thì mình có thể tháo tum ra được anh em, tháo tum ha, tháo tum, tháo đít đít ra, gỡ đầu máy ra được ha luôn anh em. Mình gắn lên xịt thuốc luôn ha. Rồi lô số 4. Lô số 4 là 6 cây 6 triệu anh em, 1 triệu 1 cây. Tay lái của lô này thì có hai cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chắn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ luôn anh em. Magu. Magu 23 anh em. Rồi lô này 6 cây 6 triệu, 1 triệu 1 cây. Magu 23 tum g. Lô số 4. Còn đây là Magu 23 tum liền anh em. Magu 23 tum liền ha. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em luôn anh em, hơi lửa ngon lành, bao hơi bao lửa ha. Đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ hết luôn. Lô này là lô số 2 anh em, lô số 2 ha, Magu 23 tum liền nè. Rồi lô này lô số 1, Magu 23 tum liền luôn. Rồi tiếp theo là lô số 5. Lô số 5 là lô Tanaka anh em. Tanaka này là Tanaka chữ A ha, lô này quá đẹp quá VIP anh em ơi. Rồi Tanaka chữ A. Tanaka chữ A thì lô này lô số 5. Lô này thì 650 ngàn một cây anh em, 14 cây, 9 triệu mốt ha. Tay lái của lô này thì em thấy là tay lái dài hết luôn, tay lái dài hết nha anh em. Đầu bò chắn kẹp dao em bao cho anh em đầy đủ luôn, hơi lửa ngon lành, hơi lửa ngon lành nha anh em. Tanaka Hitachi, lô này quá đẹp nha anh em, quá đẹp luôn. Lô này thì em thấy là nồng 33 ly nhiều anh em, 24cc ha, nồng 33 ly nè. Rồi lô số 5 anh em. 14 cây 9 triệu mốt, 650 ngàn cây. Lô số 5 Tanaka chữ A. Đầu bò chắn kẹp bao đầy đủ luôn. Lô số 6 là lô này là lô Shindewa Short anh em. Shindewa Short này là 2002, 2004 anh em, 2002, 2004 ha. Chế của nó là sẽ chế ra ngang quanh bờ gồ hết anh em. Chế ra ngang quanh bờ gồ hết luôn ha. 2002, 2004. Rồi lô này thì tay lái tròn cây 1, 2, 2 tay tròn anh em, còn lại là tay lái dài luôn. Tem mát thì bao đẹp anh em, đầu bò chắn kẹp đầy đủ luôn. Lô số 2, lô số 6 anh em, lô số 6. Lô này thì 700 ngàn một cây anh em, 8 cây là 5 triệu 6. Đầu bò chắn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ luôn cho anh em luôn. Lô số 6 anh em 800 ngàn cây, ủa 700 ngàn cây, 8 cây là 5 triệu 6. Shindewa anh em. Shindewa này là Shindewa 2002, 2004 ha. Lô này thì quá đẹp anh em, đỏ ao luôn ha, đỏ ao luôn, cực kỳ đẹp. Rồi tay lái của lô này thì em thấy có hai cái tay lái tròn, còn lại là tay lái dài. Lô số 6, 700 ngàn cây. Rồi lô này là lô số 5 anh em, Tanaka chữ A ha. Lô này cũng bao đẹp cho anh em luôn, cực kỳ đẹp luôn anh em. Tanaka Hitachi. Rồi lô này thì tay lái thì em thấy là tay lái dài hết luôn ha, tay lái dài hết luôn. Rồi lô này 650 ngàn cây anh em, 14 cây, 9 triệu mốt. Tanaka chữ A. Rồi còn lô này là lô Magu anh em. Magu này là Magu 23 tum g ha. Magu 23 tum g anh em. Lô này thì 23cc, nồng 32 ly. Tum là tum g hết luôn, đầu bò chắn kẹp bao đầy đủ. Rồi lô này lô 1 triệu cây anh em, Magu 23, lô số 4. Lô số 6. Rồi lô này là lô số 7 anh em. Lô số 7. Lô số 7 là lô Echo anh em. Echo này là Echo, Echo xanh với Echo vàng ha. Rồi lô này thì bán cho anh em là 650 ngàn cây anh em, 650 ngàn cây. Rồi bao hơi lửa đủ đòn anh em, bao đẹp bao VIP cho anh em luôn. Lô này anh em. Lô này 10 cây anh em, 10 cây 6 triệu rưỡi ha, 650 ngàn cây. Echo xanh, Echo vàng anh em, cực kỳ đẹp ha, cực kỳ đẹp. Rồi lô số 7 anh em. Lô số 7. Lô số 7 thì lô này là 10 cây 6 triệu rưỡi, 650 ngàn cây. Tay lái của lô này thì em thấy có 1 cái tay tròn, 2 tay tròn, 3 tay tròn anh em, 3 tay tròn ha. Rồi đầu bò chắn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn anh em, đầy đủ luôn hết ha. 3 cái tay lái tròn Echo.
lô này là 25cc nha anh em. 25cc này, 24, 26 có luôn. Rồi 24, 25, 26, 22 có đủ hết nha anh em, lộn xộn hết ha, có đủ hết luôn, bán đồng giá cho anh em 650.000 cây. Lô số 7 anh em, 10 cây 6.500.000, Echo xanh. Rồi lô số 8 là lô này là lô cơm Matsu anh em. Cơm Matsu G2KC. Cái dòng này là dòng chạy cực kỳ ổn định nha anh em, cực kỳ bền luôn. Cơm Matsu G2KC, nòng 32 ly. Rồi lô này thì tay lái tròn hết luôn nha anh em, tay lái tròn hết đó ha. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô này 750.000 cây, 5 cây là 3.750.000. 3.750.000 nha anh em. G2KC 5 cây 3.750.000, 750.000 cây, nòng 32 ly, lô số 8. Lô số 8 nha anh em. Lô số 9 là Robin Cốc. Robin Cốc. Rồi lô này là 700.000 một cây ha, 5 cây là 3.500.000 anh em, Robin Cốc, lô số 9. Lô này thì cực kỳ đẹp anh em, chế là chế ga ngang luôn ha. Rồi tay lái là một tay tròn, hai tay tròn, lô này là hai tay tròn anh em. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ hết luôn ha, bao đầy đủ đầu bò chén kẹp dao. Lô này là lô Robin Cốc anh em, Robin Cốc ha. Rồi lô này thì 700.000 một cây, 5 cây là 3.500.000, Robin Cốc. Lô số 9. Lô số 10 là TZ27 anh em, Kawasaki. Kawasaki TZ27. Rồi lô này thì tay lái của lô này thì có một cái tay tròn anh em, còn lại là tay lái dài hết ha. TZ27 Kawasaki, nòng 34 ly anh em, tum là tum gời luôn. Rồi 1.600.000 cây, 4 cây 6.400.000 anh em, 4 cây 6.400.000. TZ27. Lô số 11. Rồi đầu bò trắng kẹp thì bao đầy đủ anh em, bột bao đầy đủ ha. Hơi lửa ngon lành cho anh em luôn, lô số 10 anh em. TZ27. Lô số 11 là lô Echo trắng nòng 34 ly. Echo trắng anh em, nòng 34 ly ha. Rồi tay lái là hai tay lái dài, một cái tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn. Lô số 11 anh em, 3 cây 2.400.000, 800.000 cây. 800.000 cây anh em. Lô số 12 là hai con cơm Matsu. Cơm Matsu này là cơm Matsu 305 anh em, nòng 36 hoặc là 38 ly anh em. Cái này em chưa tháo ra em chưa biết nữa. Nòng 36 và 8 ly vậy. Tay lái của nó là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 12 anh em. Cơm Matsu 305, 2 cây 3.000.000, 1.500.000 một cây anh em. 1.500.000 một cây ha. Cơm Matsu này cơm lớn anh em, cơm lớn. Nòng 36 và 8 ly vậy. Cơm lớn anh em. Rồi 1.500.000 một cây. Echo trắng anh em 800.000 một cây ha, nòng 34 ly. Kawasaki TZ27 1.600.000 một cây. Robin Cốc 700.000 cây anh em. Cơm Matsu G2KC lô này 750.000 cây. Rồi tiếp theo là lô số 13 anh em. Đây lô số 13 là hai con TH. TH này là TH mặt giật trợ lực anh em. Mặt giật trợ lực ha, 23cc. Rồi tay tum là tum liền anh em, tum liền. Tay lái là tay lái tròn, đầu bò chén kẹp dao bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 13 anh em, 2 cây 2.500.000, 1.250.000 một cây, TH23. Tiếp theo là lô số 14. Lô số 14 là lô này là lô Mitsu anh em, Mitsu TL20 ha. Lô này thì đặc biệt màu vàng hết anh em, bao đẹp luôn. Cực kỳ đẹp anh em. Rồi lô này 900.000 cây, 7 cây là 6.300.000. 7 cây 6.300.000 anh em, TL23, ở TL20 màu vàng. Tay lái của lô này thì liền lạc tay lái dài hết anh em, tay lái dài hết luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Lô số 14 anh em, 7 cây 6.300.000, 900.000 cây. 900.000 cây anh em, lô số 14. Lô số 15 này là Tanaka này, Tanaka 270 anh em, Tanaka 270 ha, đỏ ao luôn anh em. Nòng 35 ly. Chế của nó là sẽ chế ga ngang le đỏ tự động luôn anh em. Tay lái là tay lái dài. Tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao em bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 15, 2 cây 2.400.000 anh em. 1.200.000 một cây ha. 2 cây là 2.400.000, lô số 15, Tanaka 270, nòng 35 ly. Lô số 16 là lô Austin anh em. Austin này là Austin 22 23 ha. Bao đẹp anh em, tem mát cái này liền lạc luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ luôn ha. Rồi lô này 700.000 cây anh em. Lô này thì tay lái là ba tròn, hai dài anh em, ba tròn hai dài. Rồi Austin. Lô này 700.000 cây, 5 cây 3.500.000, lô số 16. Bao đẹp luôn anh em, cực kỳ đẹp luôn ha.
lô số 27, ở lô số 17 là lô Zenoth 26. Zenoth 26 thì này nồng 34 ly anh em, tay lái là hai dài một tròn ha, đầu bò chiến kẹp dao thì bao đầy đủ luôn anh em. Rồi hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Zenoth 26 nồng 34 ly, lô này 850.000 cây anh em, 3 cây là 2.550 ha. Lô số 17 Gilby Zenoth nồng 34 ly, dòng máy cơm mới su đời mới anh em, 850.000 cây, 3 cây 2.550. Rồi lô số 18 là lô này là Zenoth 23, Gilby Zenoth Isaki luôn anh em. Rồi lô này thì 700.000 cây, 6 cây là 4.2 triệu, 6 cây 4.2 triệu anh em. Lô số 18 6 cây 4.2 triệu, 23cc. Tay lái của lô này thì có một cái tay tròn ha, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em, bao đầy đủ cho anh em luôn. Zenoth 23 nồng 32 ly, lô số 18 6 cây 4.2 triệu, 700.000 cây, 700.000 cây anh em. Rồi lô này 23cc ha, nồng 32 ly, 700.000 cây anh em. Rồi lô này là 26cc ha, nồng 34 ly, 850.000. Austin anh em, Austin này là Austin 23, 22, 23 ha. Rồi 700.000 cây. Tanaka nồng 35 ly, Tanaka này Tanaka 270 anh em, nồng 35 ly ha, 1.2 triệu cây, 2 cây là 2.4 triệu. Gilby Zenoth, ủa Gilby này là Gilby TL chứ, Mitsu TL anh em, TL màu vàng. Rồi 900.000 cây anh em. TH23 1.250 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 19. Lô số 19 là lô này là lô Sindewa anh em. Sindewa này là Sindewa S. Sindewa S 26 anh em, nồng 34 ly ha. Rồi lô này 1.6 triệu cây, 2 cây là 3.2 triệu anh em. Sindewa S 26 nồng 34 ly. Lô này hai con này bao đẹp anh em, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn. Rồi tay lái của nó là tay lái dài anh em, đầu bò chén kẹp thì đầy đủ luôn ha, đầy đủ luôn. Rồi xin đi qua anh em, S26 nồng 34 ly ha, 2 cây 3.2 triệu. Lô số 19. Lô số 20 là hai con Echo anh em. Echo này là Echo 2655G ha, hai con này thì bao mới luôn anh em, cực kỳ mới luôn. Rồi 2 cây 2.5 triệu anh em, 1.250.000 cây. Tay ga bóp cho nóng cần anh em, ga bóp không cần ha, tay lái tròn. Rồi lô số 20, 2 cây là 2.5 triệu, 1.250.000 cây. Lô số 21 là lô Makita 4 thì anh em. Makita 4 thì ha. Rồi lô này thì 2 cây 2.4 triệu anh em, 1.2 triệu cây. Makita 4 thì. Xăng riêng nhất riêng, tay lái là một dài một tròn. Rồi đầu bò chén kẹp dao đầy đủ luôn ha. Lô số 21 rồi lô số 21 anh em, 21 có nhảy lên 24, 25, 26, 21, rồi lô này lô 24 anh em, 24 ha, Sindewa, Sindewa S25 anh em, bình sân dưới, con này số 24 700.000, tay lái tròn. Lô số 25 là Tanaka Rubin anh em, Rubin NB281 ha, số 25 này 1.3 triệu anh em, tay lái dài luôn ha, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn. Lô số 26 là Tanaka 2.500, nồng 34 ly, mặt giật là mặt giật trợ lực, số 26.1 triệu, tay lái tròn anh em, đầu bò chén kẹp đầy đủ luôn ha. Rồi đây là Sindewa S26 anh em, nồng 34 ly, 2 cây, 3.2 triệu. Kyogis 2655G anh em, 2.5 triệu ha, 1.250.000 cây. Makita 4 thì 1.2 triệu cây anh em. Rồi Sindewa S25 bình sân dưới 700.000. Rubin NB281 1.3 triệu. Tanaka 250 anh em, Tanaka 250 ha, 1.1 triệu cây. Rồi đây em còn một số ba lô nữa anh em, số ba lô ha. Đây thì em chưa có soạn ba lô ra được cho anh em luôn. Ba lô có Mitsu TL33 nè, bình sân trên nè. 33 rồi TL261. Rồi Echo 2260. Komatsu rồi luôn anh em. Còn bên kia thì có Echo 253 209 ba lô. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em ha, là 0946 626585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.